Vào năm 1227 sau Công Nguyên, một nhóm kỵ binh thần bí canh giữ quan tài của một vĩ nhân và chạy liên tục trên thảo nguyên Mông Cổ suốt nhiều ngày. Nơi nào họ đi qua, tất cả những người dân vô tội nhìn thấy quan tài đều bị họ giết chết, như thể đây là một lời nguyền. Tương truyền, quan tài vĩ nhân mà đoàn kỵ binh này bảo vệ chính là của Thành Cát Tư Hãn, người đã từng càn quét lục địa Á-Âu và làm thay đổi sự phát triển của thế giới. Có rất nhiều bí mật chưa được biết về vị hoàng đế này, đặc biệt là vị trí lăng mộ của ông. Điều này đã khiến nhiều học giả, nhà khảo cổ học và các chuyên gia bối rối suốt nhiều năm. Trên thảo nguyên cổ đại, có một phong tục đặc biệt, người ta thường dùng lông lạc đà để đánh giá xem một người có còn dấu vết của sự sống hay không. Người ta sẽ dùng một sợi lông lạc đà kẹp sát vào lỗ mũi, nếu sợi lông không rung lên, có nghĩa là người đó đã từ giã cõi đời này. Theo giới sử học hiện đại, lăng Thành Cát Tư Hãn nằm trên đồng cỏ Izin Horoki, thành phố Ordos, nội Mông Cổ. Lăng mộ có 3 sảnh chính theo phong cách Mông Cổ và hành lang nối các sảnh chính có diện tích hơn 55.000 m². Nóc sảnh là một bảng lớn ngói lưu ly màu vàng, cả sảnh sáng rực rỡ, tràn ngập phong cách thảo nguyên Mông Cổ. Nhưng đáng tiếc đây chỉ là lăng mộ để người đời sau tưởng niệm và không có hài cốt của Thành Cát Tư Hãn trong đó. Trong vòng hơn 800 năm kể từ khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, không một ai lần được dấu tích nào về nơi ông yên nghỉ. Nếu vậy thì lăng mộ thực sự của Thành Cát Tư Hãn ở đâu? Thành Cát Tư Hãn, năm 1162 năm 1227 sau Công Nguyên, còn gọi là Thiết Mộc Chân, là một vị tướng Mông Cổ nổi tiếng, đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trên thảo nguyên Mông Cổ. Ông sinh ra ở vùng khí hậu lạnh giá của cao nguyên Mông Cổ. Cuộc sống tuổi nhỏ gặp nhiều khó khăn, nhưng sau đó đã trở thành một chiến binh xuất sắc. Sau nhiều cuộc xung đột giữa các bộ lạc, vào năm 1206, Thiết Mộc Chân tổ chức hội nghị Kuli Thai tại Khomeideo, nay là Ulaanbaatar, Mông Cổ, và được tất cả các bộ lạc bầu làm thủ lĩnh. Theo đó, ông bắt đầu hợp nhất các bộ lạc Mông Cổ, thành lập quân đội, thực thi luật quân sự nghiêm ngặt và tăng cường quản lý lãnh thổ. Dưới sự lãnh đạo của ông, quân đội đã trải qua hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, chinh phục Trung Á, Tây Á và miền Bắc Trung Quốc. Ông đã áp dụng nhiều chiến lược, sử dụng nghệ thuật cưỡi ngựa và bắn cung, cũng như những cách thức sáng tạo để sắp xếp quân đội. Vì vậy, ông đã nhiều lần giành được chiến thắng trong các cuộc chiến tranh lớn. Sự thành lập của Vương triều Mông Cổ không thể tách rời khỏi tài trí và sự chỉ huy sáng suốt của Thành Cát Tư Hãn. Về mặt quản lý, ông đã áp dụng một hệ thống tôn giáo và pháp luật tương đối cởi mở để đảm bảo quyền lợi của người dân. Ông cũng tạo ra một hệ thống liên lạc hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động và liên lạc nội bộ. Thành Cát Tư Hãn qua đời vào năm 1227, nhưng con cháu của ông vẫn tiếp tục mở rộng lãnh thổ của Vương quốc Mông Cổ cho đến khi chiếm hầu hết châu Á và châu Âu. Hình tượng lãnh thổ của ông được các thế hệ sau ca tụng, không chỉ là biểu tượng kiêu hãnh của người Mông Cổ mà còn có tác động sâu sắc đến toàn thế giới. Các học giả đã sử dụng những tư liệu lịch sử để tìm vị trí của lăng mộ, nhưng các giả thuyết họ đưa ra lại thường đối lập nhau. Trên thảo nguyên, môi trường sống của người Mông Cổ không mấy ổn định, nơi định cư của họ thường xuyên thay đổi, không ai biết khi nào lãnh thổ của mình sẽ bị kẻ thù chiếm đóng. Bởi vậy, họ có một phong tục để ngăn kẻ thù tiến vào nơi yên nghỉ của mình và phá hủy nó. Sau khi những người thân của hoàng gia Mông Cổ qua đời, trước tiên họ sẽ đặt thi thể vào một khúc gỗ rỗng, rồi chôn sâu xuống đất và giết chết con lạc đà con trước mặt con lạc đà mẹ, rồi cho ngựa dẫm đạp tại chỗ, xóa sạch mọi dấu vết. Nơi chôn xác không có bia mộ, nhưng binh lính sẽ được cử đến để canh giữ và họ sẽ không rời đi cho đến khi không còn manh mối nào về sự kiện này. Nếu sau đó muốn tìm nơi chôn cất, quân lính sẽ đưa con lạc đà cái mất con đến một địa điểm gần đúng, và lúc này con lạc đà mẹ sẽ tìm được địa điểm chính xác mà con nó đã chết. Nhưng cách an táng này có một vấn đề là nếu lạc đà cái chết, địa điểm chôn cất sẽ không bao giờ được tìm thấy. Theo văn học dân gian, Thành Cát Tư Hãn được chôn cất trên đỉnh Burkhan Khanun của dãy núi Khenchi, cách thủ đô Ulaanbaatar 160 km về phía đông bắc. Sau cái chết của Thành Cát Tư Hãn, phương pháp chôn cất bí mật này cũng được thực hiện. Sau khi chết, thi thể của Thành Cát Tư Hãn được đưa vào quan tài và có một đội quân gồm 800 người hộ tống quan tài đến một địa điểm cụ thể để chôn cất. Trên đường đi, bất cứ ai nhìn thấy quan tài đều bị chặt đầu ngay tại chỗ. Khi đến nơi, lính canh chôn cất quan tài một cách bí mật trong một ngôi mộ đã được chuẩn bị sẵn. Để không để lại bất kỳ manh mối nào, họ cho hàng vạn con ngựa dẫm nát địa điểm chôn cất, sau đó rải hạt cỏ. Sau khi có mọc kín, 800 binh lính bắt đầu sơ tán, nhưng vì họ đều biết vị trí cụ thể, vì vậy tất cả họ đều bị hạ sát sau khi trở về. Vì vậy, lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn nằm ở đâu vẫn luôn là một bí ẩn. Những suy đoán về nơi đặt lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn. Thứ nhất, Thành Cát Tư Hãn qua đời ở huyện Chim Xuây dưới chân núi Lưu Pân ở Ninh Hạ. Theo phong tục của người Mông Cổ, nếu không được chôn xuống đất trong vòng 3 ngày sau khi chết, linh hồn của người đã khuất sẽ không thể yên nghỉ. Do đó, nhiều học giả cho rằng rất có thể Thành Cát Tư Hãn được chôn cất tại đây. Suy đoán thứ hai đề cập đến dãy núi Ao Tây ở phía bắc Tân Cương. Marco Polo cũng đề cập trong ghi chú du lịch của mình rằng
Trong quá trình hộ tống quan tài của nhà vua đến dãy núi Ao Tây, tất cả những người ông gặp trên đường đi đều được coi là vật hiến tế. Thật vậy, các nhà khảo cổ đã từng tìm thấy một vò đất nhân tạo gần dãy núi Ao Tây, nhưng sau khi điều tra, họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của các ngôi mộ. Khả năng thứ ba là lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn nằm ở dãy núi Khen Chi, cũng là khả năng gần với sự thật nhất. Trong lịch sử Mông Cổ, gia đình Thành Cát Tư Hãn từng coi núi Khen Chi là ngọn núi thánh và cha ông cũng được chôn cất tại đây. Sau đó, Thành Cát Tư Hãn bị kẻ thù bao vây, để tránh sự tấn công của kẻ thù, ông cũng trốn vào núi Ken để trốn thoát. Kể từ khi Thành Cát Tư Hãn trở thành Đại Hãn, mỗi khi gặp sự kiện quan trọng, ông đều lên núi để tỏ lòng thành kính. Nguồn: Chua Lần, Chư U. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.